cuộc sống ăn chơi xa hoa của hát gơn trường du lịch điều hành đường dây ma túy liên tỉnh. Là sinh viên nhưng số buổi Hoàng Nguyễn Minh Hằng, 21 tuổi đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hát gơn trường du lịch tại Huế sống rất xa xỉ, giao du rộng rãi. Ít ai nghĩ rằng cô điều điều hành đường dây ma liên tỉnh rất quy mô. Theo Dinh đưa tin, ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên, Huế đang tạm giữ 3 người để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều 8 tháng 6, cảnh sát đột kích vào nhà nghỉ Huế xưa, Điềm Phùng Thị, thành phố Huế bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng 21 tuổi, chú tỉnh Quảng Trị, sinh viên năm 2 trường cao đẳng du lịch Huế. Công an thu giữ tại hai phòng nghỉ hơn 1.300 viên thuốc lắc cùng 500 triệu đồng, và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan. Qua test nhanh, cả ba người trên đều dương tính với chất ma túy. Ban đầu, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, có những biểu hiện, hành động cản trở, thách thức lực lượng công an. Nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau một ngày một đêm thì Hằng mới cúi đầu nhận tội. Sử dụng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy chuyên cung cấp hàng tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và một số địa phương là Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, phân phối đến nhiều đại lý, chân rết. Theo công an, Hằng là người điều hành đường dây mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh rồi vận chuyển theo đường xe khách đưa về Huế. Sau đó, nữ sinh này giao cho nhiều chân rết, khác giao dịch, phân phối cho khách hàng tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo chia sẻ với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thủ đoạn hoạt động của Hoàng Nguyễn Minh Hằng rất quy mô, tinh vi, xảo quyệt. Ma túy được Hằng mua từ các đối tượng khác ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi vận chuyển về Thừa Thiên Huế, Quảng Trị bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật, Hằng không trực tiếp nhận hàng, giao dịch mà giao cho các đối tượng khác giao dịch thay, chuyển tiền qua thẻ, nhận ma túy về cất giữ, phân chia nhỏ ra để phân phối đến các đại lý, chân rết. Các đối tượng này lại thuê xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy. Cuộc sống ăn chơi xa hoa của Hát Gơn cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh. Hằng là sinh viên năm 2 trường cao đẳng du lịch Huế, thuộc Bộ Văn hóa Truyền thông và DL, đóng tại Thừa Thiên Huế hằng ít đi học ít đến trường có đời sống xa hoa thường xuyên sống ở nhà nghỉ khách sạn hay đi du lịch phụ huynh người thân của hằng cũng là cán bộ công chức hoàng nguyễn minh hằng có đời sống xa xỉ thường xuyên đi du lịch ở các tỉnh thành các địa điểm nổi tiếng cuộc sống xa hoa và ăn chơi của người điều hành đường dây ma túy liên tỉnh Hằng quan hệ giao du với một số đối tượng xã hội giới giàu có, hằng thường đi lại bằng xe SH, đi đây đó bằng taxi, ô tô và đi xa đến các thành phố lớn, các điểm du lịch bằng máy bay, sự bất thường, bất minh về tài sản cũng như lối sống của một nữ sinh viên này khiến những người xung quanh nghi nghi, thắc mắc. Hàng chục CBCS âm thầm theo dõi hành tung của hằng. Khi đã đủ chứng cứ, tư liệu và thời cơ đến, ban chuyên án quyết định cất vó. Lúc 13 giờ 30 ngày 8 tháng 6 năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào nhà nghỉ Huế xưa, Điểm Phùng Thị, thành phố Huế, bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Hằng. Tiếp tục đấu tranh bắt những chân rết còn lại. Sau khi bắt Hằng, lực lượng cảnh sát tiếp tục đấu tranh, cảnh sát bắt thêm hai người nằm trong đường dây của Hằng, gồm Nguyễn Văn Quang và bạn gái của Quang là Ngô Thị Hằng Dung, cả hai cùng 20 tuổi, chú thành phố Huế, thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp dạng kem tamin, cân tiểu ly và một số dụng cụ khác. Nhiều đối tượng khác là thanh niên, dân xã hội, là sinh viên của trường cao đẳng du lịch Huế, cũng liên quan đến đường dây ma túy do Minh Hằng cầm đầu. Trong đó có những cô gái trẻ đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ như Nguyễn Thị Thủy quê huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế cùng bạn trai Cao Ngọc Sơn sinh năm 1997, ngụ thành phố Huế đều là chân rết của Hằng. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hoàng Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thị Hằng Dung và Nguyễn Văn Quang để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Làm rõ hành vi của các đối tượng khác tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây ma túy này.